Rất vui được chào đón toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Du lịch Đói Đây. Và các bạn ơi, ngày hôm nay xin mời toàn thể tất cả các bạn sẽ cùng với Quý khám phá những địa điểm trong hành trình ở tại vùng đất Tây Ninh. Và điểm đầu tiên mà Quý muốn giới thiệu cho toàn thể tất cả các bạn trong hành trình đến với vùng đất Tây Ninh đó là Tòa Thánh Tây Ninh. Tòa Thánh Tây Ninh được xem là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo vĩ đại nhất của đạo Cao Đài. Đây cũng là một trong những địa điểm gọi là thu hút khách du lịch đông đảo nhất ở tại vùng đất Tây Ninh. Không chỉ là điểm check-in lý tưởng, Tòa Thánh Tây Ninh còn là công trình văn hóa nổi tiếng, hội tụ những phong cách kiến trúc độc đáo, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan hàng năm. Công trình vĩ đại độc đáo của đạo Cao Đài cũng rất gần với nhiều điểm du lịch khác của Tây Ninh. Tòa Thánh Tây Ninh còn được người dân địa phương gọi với một cái tên thân thuộc đó là Đền Thánh, được xem là một trong những nơi thờ tự cấp trung ương của đạo Cao Đài ở tại tỉnh Tây Ninh. Công trình này tọa lạc tại đường Phạm Hộ Pháp, thị trấn Hòa Thành, thị xã Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh, nằm cách trung tâm của thành phố Tây Ninh khoảng 5 km và nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 94 km về hướng Tây, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 177 km. Một trong những nét kiến trúc độc đáo của Tòa Thánh Tây Ninh đó chính là sự kết hợp phong cách của nhiều nền văn hóa tôn giáo trên thế giới. Vì vậy, khi mà du lịch đến Tòa Thánh Tây Ninh chắc chắn sẽ là một chuyến đi mang đến cho bạn rất là nhiều trải nghiệm về văn hóa, về kiến trúc. Khuôn viên nội ô Tòa Thánh hiện nay rộng khoảng 100 hectare. Giống như là các công trình tôn giáo kiến trúc khác trên toàn thế giới, thì kiến trúc cục bộ của Tòa Thánh Tây Ninh cũng chứa đựng rất là nhiều quan điểm về triết lý, tôn giáo hoặc là huyền học. Theo kinh sách của đạo Cao Đài, thì Tòa Thánh tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh, nơi Thượng Đế ngự tại thế gian. Rồi toàn bộ khu nội ô của Tòa Thánh thì có hàng rào bao bọc xung quanh, có gần 100 cái công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhỏ khác nhau như Tòa Thánh, rồi Báo Ân Từ, đền thờ của Phật Mẫu đó các bạn, rồi các cơ quan đạo, bộ tháp, chư sách cao cấp. Rồi liên kết giữa những cái kiến trúc này là những cái con đường rộng thênh thang. Với diện tích to lớn như vậy thì Tòa Thánh Tây Ninh được xem là một trong những thánh địa tôn giáo lớn thế giới hiện nay. Rồi mình đang đứng ở một địa điểm tiếp theo trong hành trình ở thành phố Tây Ninh, đó là Tòa Thánh Tây Ninh, hay còn được gọi là Đền Thánh, một trong những cơ sở tôn giáo của đạo Cao Đài. Đây được xem là tổ đình, gọi là cơ sở thờ tự gọi là cấp trung ương của Tòa Thánh hay là đạo Cao Đài. Ngày hôm nay thì rất vui được mời tất cả các bạn sẽ cùng mình review một vài cái thông tin ở tại Tòa Thánh Tây Ninh các bạn nhé. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy theo chân mình. Rồi, xin mời. Rồi, nhìn từ ngoài vô của sân Đại Đồng Xã thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cổng rất là lớn, đó là cổng Chánh Môn. Chánh Môn được xem là cửa chính và là cửa lớn nhất trong 12 cửa ra vào của nội ô thánh địa. Cửa này thường đóng và chỉ mở vào các dịp lễ để đón tiếp các nguyên thủ của quốc gia, lãnh đạo của các tôn giáo. Rồi trên Chánh Môn cũng như là một số cổng còn lại có ghi cái câu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bằng chữ Quốc ngữ, ở phía dưới là chữ Hán, bên cạnh đó là ghi là Tòa Thánh Tây Ninh, ghi năm 1965 và năm Ất Tỵ đó các bạn. Kiến trúc của cổng thì nắp nhiều cái phù điêu nổi bật với cái biểu tượng đó là lưỡng long tranh cổ pháp, tức là những cái biểu tượng của đạo Cao Đài, hoa sen và ba cổ pháp Kinh Xuân Thu, Bình Bát Vu và Phất Chủ. Bình Bát Vu là bình đựng cái thực phẩm của tăng ni Phật giáo dùng để cắt thực. Phất Chủ còn gọi là Phất Trần, là cây chổi quét đi bụi hồng trần, tượng trưng cho đạo giáo. Kinh Xuân Thu là do Khổng Tử viết, được chọn làm cổ pháp tượng trưng cho Nho giáo. Ba cổ pháp trên để nói lên sự đồng nguyên của Phật giáo, đạo giáo và Nho giáo trong giáo lý của đạo Cao Đài, gọi là Tam giáo đồng nguyên. Từ phía sau Chánh Môn đó là một khoảng sân rộng mà chúng ta có thể quan sát thấy ba bộ tháp. Bộ tháp ở giữa đó là của hộ pháp Phạm Công Tắc, bộ pháp ở bên tay trái đó là của thượng phẩm Cao Quỳnh Cư, và bộ tháp bên tay phải đó là của thượng sanh Cao Hoài Sang, được chạm đắp nhiều hoa văn họa tiết rất là tinh tế đó các bạn. Tiếp tục phía sau ba bộ tháp thì chúng ta sẽ thấy một cái khoảng sân rộng được gọi là sân Đại Đồng Xã. Sân có một cái cấu trúc giống như là một cái quảng trường với chiều dài là 300 m, tính từ ngoài hai con đường trục và bề rộng trung bình là 81 m.
Rồi theo bề ngang của sân đại đồng xã thì bao gồm cả hai con đường ở hai bên rộng 18m, nối với hai con đường trục ở hai đầu làm thành một cái đường vòng quanh và ôm lấy toàn bộ các công trình kiến trúc bố trí ở trên sân. Rồi bên trong là những cái thảm cỏ như là sân gạch mà chúng ta có thể quan sát và nhìn thấy được. Rồi phần sân bên trong thì có bề rộng là khoảng 45m đó các bạn. Rồi bên trong của sân Đại Đồng Xã hướng từ chánh môn vô cái tòa thánh đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái hình tượng của Thái tử Tất Đạt Đa bên tay trái của mình đang cưỡi ngựa rồi các bạn. Trong cái quá trình mà gọi là ngài đi tìm đạo đó các bạn ha. Và chúng ta có thể quan sát thì nhìn thấy những cái chú khỉ đang đi lảng vảng trong khu vực nội ô của tòa thánh. Hiện nay trong khu vực này có khoảng hơn 100 con khỉ được thả tự do đó các bạn. Nên là khi có đồ ăn thì du khách cũng hay ném cho các chú khỉ này ăn. Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận là không nên gọi là chọc khóa các chú khỉ này, sẽ nguy hiểm cho chúng ta đó nha các bạn nhé. Rồi tiếp theo đó là một trong những công trình mà nằm ở giữa sân Đại Đồng Xã, đó là Cửu Trùng Thiên. Có hình bát giác với chín bậc nhỏ dần từ dưới lên trên đó các bạn. Và được sơn làm ba màu đó là vàng, xanh, đỏ theo thứ tự từ trên xuống dưới. Và mỗi màu mà chúng ta nhìn thấy là có ba bậc đó các bạn ha. Rồi Cửu Trùng Thiên là nơi đặt cái liên đài chứa di cốt của các chức sắc đạo Cao Đài, được phong từ bậc tiên trở lên để hành tang lễ đó các bạn. Rồi hai bên của sân Đại Đồng Xã thì chúng ta có thể nhìn thấy được hai cái khán đài có bề rộng là khoảng 10,2m và dài là khoảng 60m, chia ra thành 10 gian rộng khoảng 10m và gian chính thì rộng khoảng 10m đó các bạn. Nếu từ ở trong đền thánh nhìn ra thì bên tay phải là Tây khán đài, còn bên tay trái đó là Đông khán đài. Hai khán đài này là nơi để cho tín đồ hành hương cũng như là du khách về xem diễu hành ở phần hội của hai kỳ đại hội lớn nhất trong năm. Rồi phía sau cái sân cỏ thì chúng ta sẽ đến cái phần sân gạch nằm trong cái sân Đại Đồng Xã đó các bạn. Và phía trước chúng ta đó là cây bồ đề và cây phớn các bạn nha. Rồi xa xa đó là chúng ta có thể nhìn ngắm được cái kiến trúc của khu vực đền thánh đó các bạn. Cây bồ đề này là được xem là một trong những cây bồ đề cổ thụ do Đại Đức Thiranarada, phó tăng thống của Phật giáo Sri Lanka, tặng cây con chiếc từ cây bồ đề ở chùa Mahabodhi, bồ đề đại tràng của Ấn Độ, cho tòa thánh vào năm 1953. Rồi, cách cái cây bồ đề khoảng vài mét thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái trụ rất là cao các bạn. Và đây là trụ phớn các bạn nha, với chiều cao là 18m. Ở trên đỉnh cột hay là trên đỉnh của cây phớn là một cái lá phớn dài 12m và rộng là 1m2. Phía trên là màu vàng thiêu lưỡng long triều Nhật và có hai con rồng chọc mặt trời đó các bạn. Rồi thân phớn thì có ba sọc đó là vàng, xanh, đỏ, giống như là Cửu Trùng Thiên mà chúng ta vừa đi qua ở sân Đại Đồng Xã. Rồi ở giữa vùng xanh thì có hình thiên nhãn, cổ pháp tam giáo và sáu chữ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bằng chữ Hán đó các bạn. Rồi hai bên thân phớn thì có 12 thẻ vải tượng trưng cho thập nhị khai thiên. Phía dưới thân phớn là có 9 thẻ vải tượng trưng cho cửu thiên khai hóa. Rồi hôm nay thì chúng ta không nhìn thấy được lá phớn ở trên, lý do là chưa đến vào những cái ngày lễ hoặc là những cái dịp quan trọng thì lá phớn sẽ được treo ở trên cây phớn này các bạn nha. Rồi các bạn ơi, phía sau của mình đó là tòa thánh Tây Ninh các bạn nha. Rồi và kiến trúc của tòa thánh Tây Ninh đó các bạn, phía sau mình đó. Rồi kiến trúc của tòa thánh hay là kiến trúc của đền thánh tựa như một cái hình tượng của Long Mã Bái Sư các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục review kiến trúc xung quanh cũng như là bên trong của tòa thánh Tây Ninh để các bạn xem nhé. Rồi còn bây giờ thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ nhìn ngắm một trong những công trình kiến trúc đặc biệt với một cái tên gọi là Thiên Khiển Nhân Tạo. Tòa thánh Tây Ninh hay đền thánh được xem là tổ đình của đạo Cao Đài, được xây dựng vào năm 1933 và hoàn thành các hạng mục thờ tự vào năm 1947. Với một cái diện tích xây dựng là khoảng trên 2.000m², thì tòa thánh chính thức được khánh thành đưa vào hoạt động vào năm 1955. Điểm nhấn nổi bật của tòa thánh đó là hai đầu chuông và trống với chiều cao là khoảng 27m. Tòa thánh được gọi là tổ đình của đạo Cao Đài, là cơ sở thờ tự cấp trung ương. Theo quy định của đạo Cao Đài là nơi điều hành các hoạt động về truyền giáo. Với kiến trúc đồ sộ rộng lớn thì tòa thánh là nơi mà thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị giáo chủ của Tam giáo,
là Ngũ Chi Đại Đạo cùng các đấng thần, thánh, tiên và Phật. Theo như cái kích thước thiết kế ban đầu thì kích thước của tòa thánh được quy định là 135m, rộng 27m, nền cao thì là 1,8m. Tuy nhiên gọi là kích thước thực tế hiện nay của tòa thánh chỉ còn dài 97,5m, rộng 22m và chiều cao là 28,20m tính từ mặt đất lên cái miệng hồ lô. Và theo quan điểm của các tín đồ đạo Cao Đài thì khi mới khởi công xây dựng tòa thánh thì các tín đồ khi đó là còn rất là nghèo rồi các bạn, mà hội thánh thì gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính, nên gọi là khi thi công thì đã thu bớt lại kích thước và giống như là kích thước hiện nay. Thiết kế và kích thước của tòa thánh khi đó là được Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch giáng cơ và quy định theo hệ mét. Tuy nhiên về sau thì Đức Chí Tôn giáng cơ quy định lại theo hệ thước ta hay là thước mộc đó, nên quy đổi ra kích thước mà chúng ta thấy như hiện nay đó các bạn. Về tổng thể của đền thánh thì mang cái hình tượng giống như là Long Mã Bái Sư. Mặt tiền của đền thánh thì như là đầu của Long Mã nhìn thẳng về phía Tây là khu vực của Hiệp Thiên Đài đó các bạn. Rồi hai lầu chuông và lầu trống thì vươn lên nhìn giống như là hai cái sừng nhọn của đầu Long Mã ha. Rồi nằm giữa hai lầu chuông và lầu trống đó là tòa nhà lầu và có tầng trệt có tên đó là Tịnh Tâm Đài, như miệng của cái Long Mã há ra. Rồi tầng trên cùng có tên là Phi Tưởng Đài, nhìn như cái trán với hai cửa được ví giống như là hai con mắt của Long Mã. Rồi xin mời các bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong để chúng ta sẽ cùng tham quan cái đền thánh các bạn nha. Và hai bên lối vào bên trong của đền thánh đó là hai cái tháp cao tượng trưng giống như là hai cái sừng của Long Mã. Và bên tay trái có tên gọi là Bạch Ngọc Trung Đài, bên tay phải có tên là Lôi Âm Cổ Đài, một bên gọi là lầu chuông và một bên gọi là lầu trống. Cả hai đều có chiều cao là 27m tính từ mặt đất lên tới nóc, còn nếu mà tính tới cái miệng hồ lô là cao 28,20m các bạn nhé. Bạch Ngọc Trung Đài thì ở phía dưới có lắp cái ô thông gió tạo thành cái chữ đài, chúng ta có thể nhìn thấy cái chữ đài đấy các bạn nha, bằng chữ Quốc ngữ và cả chữ Hán. Ở trên có hai cái bộ thông gió tạo thành bốn chữ gọi là Bạch Ngọc Trung Đài. Rồi và tầng trên thì có đắp tượng của Huyền Giáo Tông Lê Văn Trung mặc đại phục và đứng trên cái quả địa cầu, tay phải cầm quyển Thiên Thơ. Rồi trong lầu trống thì có treo một cái chuông lớn gọi là Bạch Ngọc Trung Đài như thế. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua bên tay phải để chúng ta sẽ nhìn ngắm cái Lôi Âm Cổ Đài. Phía dưới Lôi Âm Cổ Đài là có lắp một cái ô thông gió tạo thành chữ cao các bạn nha. Rồi bằng chữ Quốc ngữ và cả chữ Hán. Ở trên đó thì cũng có hai cái bộ thông gió tạo thành bốn chữ gọi là Lôi Âm Cổ Đài. Và ở tầng trên có đắp tượng của nữ đầu sư gọi là Hương Thanh mặc đại phục đứng trên một cái quả địa cầu, tay phải thì cầm cái nhánh bông, tay trái thì xách cái giỏ hoa các bạn ha. Rồi trong lầu có treo một cái trống lớn gọi là Lôi Âm Cổ Đài là như thế. Rồi tiếp tục ở phía trong là chúng ta có thể nhìn thấy được hai bức tượng ở hai bên của lầu chuông và lầu trống. Đó là tượng của ông Thiện và ông Ác có mái tre ở phía trên. Và đặc biệt nhất là cái lối chính giữa để vào trong Tịnh Tâm Đài đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được bốn cái trụ gọi là cột Long Hoa. Mỗi bên có hai cột song song, một là đắp hình rồng đỏ gọi là Long, một đắp hình hoa sen gọi là Hoa, chạm trổ rất là tinh vi, màu sắc rực rỡ, tượng trưng cho đại hội Long Hoa, một giai đoạn gọi là chuyển kiếp tiến hóa của nhân loại. Và để vào được đền thánh thì chúng ta phải bước qua năm bậc thềm mà chúng ta có thể nhìn thấy đây. Năm bậc thềm này tượng trưng cho Ngũ Chi Đại Đạo và năm bước tiến hóa của nhân loại theo quan điểm của đạo Cao Đài, đó là người, thần, thánh, tiên và Phật. Tiếp tục từ ngoài chánh diện nhìn vào khu vực tòa thánh thì chúng ta có thể thấy được một cái bao lơn xây hình bán nguyệt có tên là Vinh Dự Công Lao Đài, còn gọi là Đài Danh Dự, Bao Lơn Đài, Bán Nguyệt Đài hay Lao Động Đài, được đắp hình tượng của 8 nghề trong xã hội, tương ứng với các bức phù điêu mà chúng ta có thể nhìn từ trái sang phải đó, là tương ứng với là sĩ, rồi nông, rồi công, thương, rồi canh, tiều, ngư và mục. Đó là 8 nghề trong cái xã hội đó các bạn nha, mà được điêu khắc trên cái khu vực gọi là Tịnh Tâm Đài. Rồi ở phía giữa lối vào thì chúng ta có thể nhìn thấy một bức họa, trên đó vẽ một cái bàn tay từ trong đám mây đưa ra, cầm một cái cán cân đặt trên một quả địa cầu, gọi là hình tượng của cân công bình, tượng trưng cho công lý phán xét công tội của con người trước khi được chuyển kiếp tiến hóa. Và bên trong nữa là một cái bức tranh gọi là bức tranh Tam Thánh,
đến từ bên trái qua, đó là Tôn Dật Tiên, Victor Hugo và chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi tiếp tục xin mời các bạn sẽ nhìn lên phía trên của Tịnh Tâm Đài, lầu 2 đó là lầu Hiệp Thiên Đài, hay thường được gọi nôm na là sân Đồng Nhi, hay gọi là sân Lầu Nhạc. Và ở bên trong có một nghi thờ Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài. Rồi phía ngoài của lầu Hiệp Thiên Đài, khu vực bao lơn thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái lá đạo kỳ các bạn ha, được treo ở giữa bao lơn đó. Và lá đạo kỳ này cũng có 3 màu vàng, xanh và đỏ các bạn. Rồi trên màu vàng chúng ta thấy là có khắc 6 cái chữ Hán, đó là Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ. Màu xanh là có Thiên Nhãn và Cổ Pháp. Rồi phía trên của lầu Hiệp Thiên Đài đó là Phi Tưởng Đài, hay gọi là Thông Thiên Đài, hay gọi là Tiêu Diêu Điện. Phía ngoài được đắp nổi một cái biểu tượng đó là Thiên Nhãn các bạn. Rồi trên cao thì có cái tượng Phật Di Lặc ngồi trên tượng cọp của bà Tòa Sen. Biểu tượng của con cọp tượng trưng cho năm Bính Dần năm 1926 là năm khai đạo Cao Đài. Bên trong cũng là một trong những nghi thờ gọi là Thiên Nhãn, không có tam giáo, tam trắng, ngũ chi. Nơi đây được xem là một trong những nơi dành cho hộ pháp hoặc là giáo tông thông công cùng các cõi vô hình khi cần giải quyết các vấn đề là mang cái tính chất lịch sử hoặc là liên quan đến vận mệnh của đất nước, rồi biến cố lớn của đạo hay là sự tồn vong của một chế độ chính trị nào đó. Chia tay với khu vực Hiệp Thiên Đài thì chúng ta tiếp tục rẽ bên tay trái, chúng ta sẽ đi một vòng để chúng ta ngắm cái kiến trúc của toàn thể đền thánh và sau đó là chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Ở đây thì cũng chia làm hai lối, đó là nam tả nữ hữu, để chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong của khu vực đền thánh nha các bạn. Nếu chúng ta nói kiến trúc của đền thánh là Long Mã Bái Sư thì phần đầu là phần Hiệp Thiên Đài, quý vừa review cho các bạn xem. Thì cái phần thân của Long Mã đó là khu vực cổ trung này chúng ta đang nhìn ngắm bên tay trái của quý đây. Và cuối cùng đó là khu vực Bát Quái Đài, được xem là phần cuối của đền thánh, cũng giống như là phần đuôi của Long Mã hướng thẳng về phía đông các bạn. Rồi chúng ta có thể nhìn chung quanh của tòa thánh, có tất cả là 112 cây cột tròn để chống đỡ cái mái hiên hành lang các bạn. Tính tổng cộng ở tầng trệt của tòa thánh, cả bên trong và bên ngoài, thì có tổng cộng là 156 cột lớn nhỏ khác nhau. Rồi xung quanh cái vách của đại điện thì có những cái khung cửa sổ được trang trí bằng họa tiết hoa sen, đỡ một cái khung hình thiên nhãn chính giữa của một cái tam giác đều, có làm những cái tia gọi là hào quang phát ra đó các bạn. Rồi toàn thể cái vách xung quanh của Linh Tiêu Điện hay gọi là đại điện của tòa thánh đó thì có tất cả là 23 cái ô sen có cái hình thiên nhãn, và cộng với biểu tượng thiên nhãn đắp nổi ở trên cái phi tượng đài mà phía trước của tòa thánh nãy mà chúng ta vừa tham quan đó, thì tổng cộng là 24 thiên nhãn các bạn. Rồi để vào được bên trong chánh điện thì chúng ta có tổng cộng là 6 lối cửa phụ và một lối cửa chính các bạn. Và mỗi lối cửa phụ về chúng ta sẽ thấy là có hai cái con kim mao hậu các bạn. Kim mao hậu có nghĩa là sư tử long vàng các bạn nha, đây là con vật cởi của Văn Thù Bồ Tát và Đức Từ Hàng Bồ Tát đó các bạn. Rồi chúng ta có thể quan sát là toàn bộ cổ trùng đài đều là ngói màu đỏ đó các bạn. Phía trên gian cuối phần mái của cổ trùng đài thì có một cái đài cao 17m gọi là Nghinh Phong Đài đó các bạn. Phần dưới là hình vuông và phần trên hình vòm mang cái nửa quả địa cầu, và trên có tượng của Long Mã mang hào đồ chạy về hướng Tây, quay đầu về hướng Đông, hàm nghĩa là đạo phát ư Đông, di ư Tây và phản hồi về ư Đông. Có nghĩa là đạo xuất phát từ phương Đông, truyền qua phương Tây rồi cũng trở về phương Đông đó các bạn. Rồi tiếp theo cổ trùng đài đó là khu vực Bát Quái Đài, nằm về phía cuối của đền thánh, được xem là phần đuôi của Long Mã hướng thẳng về phía đông đó các bạn. Mái của Bát Quái Đài thì được sơn màu vàng mà chúng ta có thể nhìn thấy nha. Rồi Bát Quái Đài là có hình dáng liên quan đến Bát Quái Đồ của đạo tiên. Và trên nóc thì của Bát Quái có ba pho tượng của ba vị Phật mà đạo Bà La Môn đang tôn thờ. Bát Quái Đài thì được xem là một trong những cái đài cao có hình gọi là tám cạnh đều nhau. Mỗi cạnh là một cung của Bát Quái. Tám cạnh là tám cung của Bát Quái gồm Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Bát Quái Đài dùng làm cái nơi để Đức Chí Tôn, các đấng giáo chủ và chư thần thánh tiên Phật mỗi khi mà gọi là cúng đàn tại tòa thánh đó, đều có Đức Chí Tôn và các chư thần thánh tiên Phật giáng ngự để chứng lễ đó các bạn. Rồi trên nóc của Bát Quái Đài thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn của tòa thánh đó là có đắp một cái tòa sen lớn, trên đó là có tượng của Tam Thế Phật
gồm ba vị Phật của đạo Bà La Môn giáo: Đức Phật Brahma đứng trên lưng của con thiên nga hay là ngỗng trời, mặt nhìn về hướng tây. Đức Phật Shiva thì đứng trên mình của thất đầu xà, con rắn bảy đầu đó các bạn, mặt nhìn về hướng bắc. Còn lại là Đức Phật Vishnu đứng trên mình của con giao long, mặt nhìn về hướng nam đó các bạn ha. Và chúng ta có thể nhìn lại một lần nữa bát quái đài đó các bạn. Các mái ngói là được sơn màu vàng hết các bạn ha. Rồi tiếp tục thì chúng ta có thể nhìn ngắm, đây là khu vực khuôn viên phía sau của đền thánh, khu vực của ban trị sự đó các bạn. Và chúng ta cũng đã phân tích về cái kiến trúc toàn thể của khu vực đền thánh đó các bạn nha. Nói về kiến trúc hay là sự tạo tác của tòa thánh Tây Ninh thì được xem là không giống với bất kỳ một cái công trình xây dựng lớn lao nào của người đời còn để lại ở tại Việt Nam chúng ta, và đặc biệt nhất là vùng đất Tây Ninh. Về thông thường thì trước khi xây dựng một cái công trình lớn nào đó thì người ta phải nhờ đến kiến trúc sư vẽ kiểu dáng tổng quát, rồi những cái sự trang trí chi tiết, rồi nghiên cứu về nền móng và đặc biệt nhất là những kết cấu về bê tông, tính toán rồi chọn lọc những cái vật liệu xây dựng đúc chất lượng, vân vân các bạn nha. Rồi phải xin phép của cơ quan nhà nước rồi cấp phép xây dựng. Nhưng mà đối với cái tòa thánh Tây Ninh đó thì Đức Hộ Pháp của đạo Cao Đài gọi là chỉ đạo xây dựng, không có một cái đồ án chi tiết nào được vẽ ra ở trên giấy hết đó các bạn. Rồi cũng như là không có sự tham mưu hay là tham dự của kiến trúc sư hay là kỹ sư xây dựng nào, cũng không có một cái thứ máy móc nào giúp đỡ hết. Chính vì vậy mà công trình này được gọi là công trình bê tông mà gọi là cốt tre là như thế đó các bạn nha. Chỉ toàn trông cậy vào gọi là hai bàn tay với sức lực của con người mà thôi. Rồi những người thợ nam và những người thợ nữ gọi là khi xây dựng tòa thánh đó, thì là không lãnh tiền lương là tiền công, và ăn chay trường với cháo rau đạm bạc thôi các bạn. Và đặc biệt thì những cái người gọi là thợ nam và thợ nữ này lập một cái thệ đó là không được cưới vợ hay lấy chồng trong suốt quá trình xây dựng tòa thánh, để có đủ âm dương và đặc biệt chính là đủ về cái độ tinh khiết trong cái việc xây dựng đền thờ hay là xây dựng tòa thánh. Rồi theo những cái tài liệu về lịch sử xây cất tòa thánh trong đạo Cao Đài thì Đức Lý Thái Bạch Giáng Cơ dạy cho Đức Phạm Hộ Pháp về vị trí xây cất của tòa thánh, về kích thước tổng quát của tòa thánh chẳng hạn như là bề dài, bề ngang hoặc là bề cao. Đức Hộ Pháp thì cứ theo đó mà chỉ bảo lại cho công thợ làm, chỉ tới đâu làm tới đó chứ không biết gì thêm nữa. Hết phần đó rồi thì Đức Lý Giáo Tông lại Giáng Cơ dạy tiếp, hoặc là Đức Hộ Pháp ban đêm gọi là sức cái chân thần của mình đi lên gặp Đức Lý Giáo Tông để nhờ Đức Lý Giáo Tông gọi là chỉ dạy trực tiếp, hay là Đức Hộ Pháp vào Bạch Ngọc Kinh quan sát tỉ mỉ cái kiểu vỡ, ghi nhớ để về bắt trước rồi làm giống theo như vậy. Này các bạn ơi, chúng ta có thể đến tham quan tòa thánh bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng mà các bạn muốn quan sát về cái giờ hành lễ với những cái quy mô cũng giống như là những cái tín ngưỡng đặc sắc của đạo Cao Đài đó, thì các bạn nên đến vào 12 giờ trưa là cái giờ hành lễ chính trong ngày đó các bạn. Rồi riêng cái tòa thánh này thì một năm là có hai dịp đại lễ các bạn nha. Đại lễ đầu tiên đó là vía Đức Chí Tôn sẽ diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng. Đại lễ thứ hai đó là hội yến Diêu Trì Cung diễn ra vào rằm tháng 8 đó các bạn. Thánh địa hay là tòa thánh được xem là một trong những nơi mà gọi là tổ chức lễ hội là thu hút nhiều tín đồ cũng như là nhiều du khách đến tham dự. Rồi khu vực xung quanh tòa thánh đây thì chúng thấy là quy tụ rất là nhiều cái tín đồ sinh sống với một cái nét sống gọi là thanh tịnh, và cũng được xem là một trong những nơi mà có tỷ lệ người ăn chay gọi là đông nhất nước Việt Nam chúng ta, và thậm chí là đông nhất trên cả thế giới hiện nay đó các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của đền thánh, khu vực của chánh điện, để chúng ta sẽ tham quan tiếp tục những cái công trình kiến trúc bên trong của chánh điện các bạn nha. Rồi ở đây thì có hai cái lối, đó là nam tả và nữ hữu, có nghĩa là nam sẽ đi bên trái và nữ sẽ đi bên phải để chúng ta vô tham quan khu vực chánh điện. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong của khu vực chánh điện các bạn nha. Rồi bên trong khu vực chánh điện này thì chúng ta có thể quan sát là có 18 cái cột trụ phân ra làm hai bên, được trang trí những cái hình rồng được chạm khắc rất là tinh xảo đó các bạn. Rồi chúng ta có thể nhìn lên bên trên trần thì có tạo hình gọi là sơn vẽ hình mây, ngôi sao tượng trưng cho các tầng trời. Rồi giữa mỗi cái ô la phong thì có đắp một cái ô thông gió hình 6 con rồng đoan nhau. Rồi thường được nhắc đến với cái câu kinh trong bài gọi là Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế,
đó là thời thừa Lục Long, rồi Du Hành Bất Tức. Rồi các hàng cột trụ này hợp với cái nền điện phân cái khu vực của trụng đài thành 9 gian. Mỗi một gian này có cái độ cao chênh lệch là khoảng 18 cm. Đây là khu vực hành lễ của mỗi phẩm cấp tín đồ trong cửu trùng đài. Khi diễn ra các buổi lễ cúng, các chức sắc và tín đồ sẽ có vị trí riêng ở của khu vực chính điện, một trong 9 cấp đó các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta quan sát ở cấp số 5 lên số 6, có hai cái trụ cột ở hai bên cái cửa hông đó các bạn, là một cặp giảng đài có cầu thang cuốn và bao lơn được đỡ lấy bằng 6 tia nước từ miệng của thanh long phun ra. Ngoài tên giảng đài thì đài này còn được nhiều người gọi là long đài trong các cuộc gọi là lễ tiểu đàn, đại đàn. Thì đây là đài quan sát dành cho hai vị chức sắc được giao nhiệm vụ và điều khiển cả đàn cúng đó các bạn. Rồi di chuyển tiếp tục thì chúng ta có thể nhìn bên tay trái của mình, tại cấp bậc thứ 9 của cửu trùng đài tiếp giáp với cung đạo, ta sẽ thấy được 7 cái ngai gọi là sơn son thiếp vàng, thứ tự từ trên cao xuống thấp các bạn nha. Rồi ngai cao nhất thì dành cho giáo tông của đạo Cao Đài, được xem là người anh cả của toàn đạo Cao Đài, tương ứng với giáo hoàng của công giáo. Ngai này thì được chạm cái hình rồng đó các bạn ha. Rồi ba cái ngai tiếp theo dành cho ba vị trưởng pháp đó, được chạm hình phụng. Và ba ngai dưới cuối cùng thì dành cho ba vị đầu sư được chạm hình lân. Ở đây chúng ta có thể nhìn ngược lại các bạn, để chúng ta sẽ thấy được 7 cái ngai này các bạn nha. Đây đó, 7 cái ngai đó các bạn, từ ở cấp thứ 9 nhìn xuống đó các bạn nha. Rồi sau 9 cấp của cửu trùng đài, có một cấp trung gian ngắn hơn các cấp ở dưới, tiếp giáp giữa bát quái đài, được gọi là cung đạo các bạn. Trên nóc của cung đạo thì đúc một cái vòm trời có hình bầu dục mây trắng, và xung quanh là những cái tia hào quang dài và xen kẽ những cái tia hào quang ngắn hơn các bạn. Rồi bên trong này có chạm hình của tiên nhãn. Ở phía trên của cung đạo thì có đúc một cái bao lam hình chữ M ở giữa hai trụ đồng vàng, tạc tượng của giáo chủ, các tam giáo, tam trấn và ngũ chi đại đạo. Rồi tiếp nối với gian cung đạo, chúng ta sẽ đến với gian của bát quái đài. Gian này thì có 8 cột trụ rồng xếp thành hình bát quái. Rồi nền của bát quái đài thì có 12 bậc, mỗi bậc là cao khoảng 10 cm với 8 cạnh. Ở dưới là to và trên nhỏ theo hình tháp. Rồi 12 bậc thì tượng trưng cho 12 của tầng trời. Rồi theo giáo lý của đạo Cao Đài thì Thượng Đế là đấng thập nhị khai thiên, số 12 là số riêng của trời. Bậc đầu tiên cao hơn mặt đất là khoảng 2,4 m, và bậc trên cùng cao hơn mặt đất là khoảng 3,6 m. Đó được xem là bội số của 12. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể nhìn thấy phần dưới của 12 cấp bát quái đài, tức là thuộc về cái phần nền của bát quái đài đó, thì có đào một cái hầm lớn gọi là hầm bát quái hay gọi là hầm tàng vũ khánh, được xây cất gọi là một cách kiên cố theo hình bát quái. Và hầm bát quái thì được dùng làm nơi cất giữ tro cốt hay là hài cốt của các chức sắc đại tiên phong từ hàng tiên vị trở lên, tức là từ cái phẩm đầu sư hay là tương đương trở lên. Hài cốt này được đặt trong cái liên đài và được lấy ra từ các cụ tháp đem làm lễ hỏa thiêu tại cái cụ trùng thiên nơi sân đại đồng xã trước tòa thánh. Lấy tro đựng vào thố, bên ngoài thì có ghi cả cái phẩm tước, thánh danh, năm sinh năm tử, ngoài ra và cái ngày hỏa thiêu để lưu truyền làm kỷ niệm về sau. Rồi điểm nhấn trong bát quái đài đó là quả càn khôn. Theo giáo lý của đạo Cao Đài thì quả càn khôn có hình cầu, đường kính khoảng 3,3 m. Bên trên thì có vẽ đúng 3072 ngôi sao, bao gồm gọi là tam thiên thế giới là 3000 thế giới, và thất thập nhị địa đó là 72 quả địa cầu, tượng trưng cho càn khôn vũ trụ hữu hình mà Đức Chí Tôn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản, và thiên nhãn được vẽ trên vì sao bắt đầu. Ngoài ra thì ở tâm của quả càn khôn có đặt một cái ngọn đèn gọi là đèn thái cực, được giữ trái sáng xuyên suốt ngày đêm, tương tự như là các ngọn đèn thái cực ở các thánh thất khác hay trên là thiên bàn tại các nhà của các tín đồ. Rồi qua đó thì chúng ta có thể thấy được là quả càn khôn biểu thị rất là rõ rệt triết lý về vũ trụ quan của đạo Cao Đài.
ở các thánh thất gọi là cơ sở thờ tự, gọi là cấp cơ sở của đạo Cao Đài đó, thì chỉ được phép thờ cái thánh tượng thiên nhãn, có nghĩa là một cái bức tranh vẽ hình thiên nhãn mà thôi. Còn riêng ở tòa thánh Tây Ninh thì thay vào đó là một cái khối cầu lớn có vẽ thiên nhãn và được gọi là quả càn khôn. Rồi phía trước cái quả càn khôn là một cái bàn thờ các bạn, và trên thiên bàn thì có đủ 12 cái vật phẩm đó các bạn nha, đã nhìn thấy đó. Rồi sau khi mà chúng ta rời cái bát quái đài thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển theo lối hành lang bên tay phải, thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía ngoài của chánh điện. Ở đây tham quan thì chúng ta sẽ đi thành một cái vòng, đó là nam tả nữ hữu. Ở nam chúng ta sẽ đi từ bên trái qua phải, và nữ chúng ta sẽ đi từ bên phải qua bên trái, mà chúng ta không đi vào lối hành lang ở giữa cũng như là cái khu vực gọi là cung trung đài, thì đó là cái nơi hành lễ các bạn nha. Mỗi ngày thì lễ cúng sẽ được tổ chức ở bốn cái thời điểm, đó là vào giờ Tý, Ngọ, Mão và Dậu. Và các tín đồ sẽ mặc một cái trang phục, đó là áo dài toàn trắng. Còn các chức sắc có đạo phục theo cái quy định trong gọi là pháp chánh truyền để dâng rượu là phải đúng vào giờ Ngọ và giờ Tý, vì vào cái thời đó thì nguồn khí của trời đất gọi là hưng vượng, đúng vào giờ này thì trí não của ta sẽ được sáng suốt. Còn lễ dâng trà sẽ phải vào là thời Mão và thời Dậu, vì đó là thời điểm nguồn thần của trời đất hưng vượng, cúng vào giờ này thì thần của cái người cúng sẽ dễ an tịnh hơn đó các bạn. Rồi tiếp tục di chuyển ngược ra phía ngoài của khu vực đền thánh, gọi là bổ điện, đại điện hoặc là chánh điện đó, thì phía sau bức tranh tam thánh của Cao Đài, đối diện với bàn thờ Thượng Đế là cốt tượng của ba vị chức sắc cao cấp nhất của Hiệp Thiên Đài, đứng trên ba tòa sen và được đặt trên ba cái đôn. Tượng ở giữa đó là tượng của Đức Hậu Pháp Phạm Công Tắc, và hai bên đó là tượng của Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư bên tay phải của Đức Hậu Pháp, và tượng của Đức Thượng Sanh đó là Cao Hoài Sang nằm ở bên tay trái của Đức Hậu Pháp. Rồi phần dưới của ba bệ tượng Hậu Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh đó là năm cái bậc thềm hình bán nguyệt, gọi là Ngũ Lôi Đài, cái nơi mà dành cho thập nhị thời quân Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn. Rồi ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái biểu tượng, đó là thất đầu xà, có nghĩa là rắn bảy đầu, thân mình và cả ba đuôi đều quấn vào ba cái đôn đó các bạn. Rồi Đức Hộ Pháp thì đang đạp trên hai cái đầu của rắn, tượng trưng cho hai chữ, đó là nộ là hờn giận, ai đó là buồn, và hai tay kìm hai cái đầu rắn, tượng trưng cho chữ ố là án ghét, chữ dục là ham muốn, tượng trưng cho bốn cái tính xấu của con người cần chế ngự, và ba đầu rắn còn lại là hướng lên, tượng trưng cho ba tính tốt cần nuôi dưỡng của con người, đó là hỷ vui mừng, ái là thương xót, lạc có nghĩa là vui vẻ đó các bạn. Và đây được gọi là thất thực của con người chúng ta cần chế ngự cũng như là cần gọi là cái nuôi dưỡng đó các bạn ha. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực phía ngoài, đây là khu vực cổng chính để chúng ta vào tĩnh tâm điện, và lối này thì chúng ta không đi vô được các bạn ha, lối này chỉ mở cho những cái ngày người ta gọi là làm tang lễ hoặc là một số cái sự kiện lớn thì có thể đi vào cái lối chính này. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái bức tượng gọi là Cao Đài Tam Thánh các bạn ha. Từ bên trái qua đó là Tôn Nhật Tiên, Victor Hugo và Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, và đây là ba vị thánh ở Bạch Văn Động, nơi gọi là cõi thiêng liêng, và ba vị thánh này đang viết lên những chữ gọi là thiên lượng, thiên hạ, bác ái và công bình. Và các bạn ơi, thì mình và các bạn đã đi một vòng để chúng ta cùng review về khu vực của bổ điện, đại điện hoặc là chánh điện các bạn nha. Và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ nhìn lại một lần nữa khu vực của chánh điện, khu vực đền thánh các bạn nha. Rồi một kiến trúc rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nhìn lại khu vực cụ trung đài này các bạn nha, với chính bậc. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ra phía ngoài. Rồi nam chúng ta vô bên cửa bên tay trái của đền thánh, thì chúng ta cũng sẽ di chuyển đi ra bằng cửa bên tay trái luôn các bạn nha. Nữ vô bằng cổng tay phải, chúng ta cũng sẽ đi ra bằng cổng ở bên tay phải của đền thánh các bạn. Tham quan theo hình thức gọi là nam tả và nữ hữu các bạn nha. Rồi và đây chúng ta đang di chuyển ra khu vực của sân đại đồng xã đó các bạn nha. Phía trước khu vực đền thánh đó các bạn. Và các bạn ơi, đến đây thì xin mời toàn thể tất cả các bạn sẽ nhìn lại một lần nữa quang cảnh của khu vực sân đại đồng xã, cũng giống như là công trình kiến trúc vĩ đại nhất ở tại Việt Nam chúng ta, đó là tòa thánh hay là khu vực đền thánh. Không giống như bất kỳ một công trình kiến trúc tôn giáo nào khác trên thế giới, kiến trúc gọi là bố cục của tòa thánh Tây Ninh cũng chứa đựng rất là nhiều quan điểm về triết lý, tôn giáo hoặc là huyền học.
Theo kinh sách của đạo Cao Đài thì tòa thánh tượng trưng cho Bạch Ngọc Kinh, nơi Thượng Đế ngự tại thế gian này. Rồi, xin chào các bạn, mình đã cùng các bạn review xong tòa thánh Tây Ninh, hay gọi là Đền Thánh, một trong những công trình kiến trúc cũng như là một trong những địa điểm gọi là thờ cúng cấp trung ương của đạo Cao Đài ở tại Tây Ninh, cũng như là nơi xuất phát của đạo Cao Đài, một trong những gọi là đạo giáo ở tại Việt Nam chúng ta hiện nay. Còn bây giờ thì mình cũng xin gọi là kết thúc video ở đây. Một lần nữa rất cảm ơn sự theo dõi của toàn thể tất cả các quý cô chú, quý anh chị và toàn thể tất cả các bạn. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các quý cô chú, các anh chị và các bạn bằng cách là bấm like, share video hoặc là đăng ký kênh và nhấn vào chuông để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo của quý. Và một lần nữa, du lịch tới đây xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn trong một video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.